Anh em cầu nguyện dân Chúa Giêsu đang chiến thắng thua về chúng con Chúa. Alleluia. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Buổi tối hội thánh Mỹ Phước nhóm lại, mà tất cả bọn dân hồ đã ngăn cản không cho hội thánh để đến nhóm bọn. Bọn dân hồ đã quay phá. Chính công an là người thuê dân hồ để đến quậy phá hội thánh của Đức Chúa Trời tại đây, hội thánh Mỹ Phước. Trọng quan hệ với tòa thánh, đồng thời thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chính đáng của người dân, ủng hộ giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.